Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Sportroom Badminton xin giới thiệu đến các bạn một cây vợt cầu lông chính hãng đến từ thương hiệu Wangju và sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 tháng. Đây là một cây vợt được làm 100% từ sợi carbon nên là có độ bền rất là cao, khả năng chịu lực tốt. Đấy, và vợt rất là nhẹ nha mọi người. Và khách mua vợt thì sẽ được tặng kèm một chiếc bao da như thế này ạ. Cùng với đó thì khách hàng sẽ được tặng kèm hai chiếc cuốn cán vợt, một chiếc chặn mồ hôi cổ tay, một chiếc vòng đeo tay cầu lông Yonex và một chiếc móc khóa cầu lông bằng kim loại rất là đẹp. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến với cây vợt. Đây, cây vợt được bọc túi bóng rất là cẩn thận để giúp chống bụi và chống xước. Đây, cái logo của hãng. Và tiếp theo đây, cây vợt này thì nó cũng có tem của hãng luôn nha mọi người. Đít vợt thì được làm bằng carbon, cũng được làm bằng carbon luôn. Cây vợt này thì cũng đã được bên hãng họ lên cân sẵn với mức cân khoảng 9,5 cân theo Hùng cảm nhận. Theo thông số của hãng thì nó là 10 kg, nhưng mà theo kinh nghiệm chơi cầu lâu năm của Hùng thì nó chỉ được khoảng 9,5 cân thôi. Và cây vợt này thì đây, mọi người có thể nhìn thấy đây, chữ carbon fiber đây, công nghệ vợt của nó, chất liệu vợt của nó. Cây vợt này thì có khối lượng là 4U, nó rơi vào khoảng 80-82 gram, nên là rất là phù hợp với những người mới. Cây vợt này thì có độ cứng, đó là độ cứng, gọi là cây vợt này thì nó dẻo. Đấy, cây vợt này dẻo nên là trợ lực cho tay cũng rất là tốt so với cây vợt carbon màu đen hôm trước Hùng giới thiệu đến mọi người. Thì cây này có nhẹ hơn một chút và dẻo hơn một chút. Cây này thì nó là phù hợp với lối đánh công thủ toàn diện, như cây lần trước thì sẽ là hơi thiên về tấn công một chút nha mọi người. Đó, khối lượng của vợt là 80-82 gram, là 4U, và cán vợt thì có độ to là G5, cũng rất là phù hợp với bàn tay của người Việt Nam nha mọi người.